Tối ngày 27 tháng 9, Tổ công tác số 5 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 9 đoạn qua huyện Cam Lộ. Tại chốt kiểm tra, tổ công tác đã kiểm tra tất cả các phương tiện, kể cả xe biển xanh, xe biển đỏ lưu thông theo chiều từ thành phố Đông Hà đến Cam Lộ. Quá trình kiểm tra, hầu hết các tài xế đều chấp hành theo hướng dẫn của tổ công tác, chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Chỉ có một số ít phương tiện vi phạm về nồng độ cồn bị tổ công tác lập biên bản xử lý, trong đó có tài xế điều khiển ô tô mang biển đỏ KD74XX có kết quả kiểm tra nồng độ cồn 0,338mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản thu thập thông tin theo lời khai của tài xế, đồng thời đưa xe về trụ sở để xử lý vi phạm theo quy định. Thượng tá Trần Thanh Hòa, Phó trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 cho biết, trong 2 ngày qua, tổ công tác đã kiểm tra hàng ngàn trường hợp và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đáng chú ý, qua kiểm tra còn phát hiện có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.